xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua cũng như trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía bắc của rãnh thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vài nơi và có nơi có mưa vừa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía bắc tỉnh gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động từ 15 đến 24 độ, độ ẩm từ 83 đến 88%. Khu vực phía đông tỉnh gồm Đường Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, hình thái thời tiết sẽ tương tự với khu vực phía bắc tỉnh. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, dao động đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khu vực phía nam tỉnh gồm huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Ở khu vực này, hình thái thời tiết tương tự hai khu vực vừa kể trên. Thời điểm nóng nhất trong ngày, nhiệt độ là 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 18 độ. Độ ẩm trung bình sẽ từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh gồm Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Đây vẫn là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm cao nhất là 33 độ C, gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ sẽ dao động từ 21 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết Pleiku trên các khu vực Đam Rông, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đà Oai, Cát Tiên đã xuất hiện những vùng mây dông. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên. Sau đó có thể lan sang các khu vực khác như thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Tẻ. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp độ 1. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Và bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.